Vâng, biết xin chào bạn. Sau đây là đang biết xin chi tiết test cần hai khúc đặc. Bạn xem test về nhộng bọc đang cần này màu dàn di 2m7. Cần này dưới dạng như cần dựng không thông số vậy. Cần này nó giống cần Shimano hai khúc đặc vặn bằng gen. Đây cần này thì cắm vào đoạn đoạn nối và hai khúc cắm đây các khuyên. Cần này nó mới kiểu dàn di vậy. Bộ đây cho bạn xem test bằng trọng lượng 5 cân bạn đợi tí cắm đây quay đếm cho các bạn xem nhé. Nước bọng lên này. Đó, còn giật lên giật xuống nhé. Phải không? Quan trọng. Các bạn thử bảo được của ngài. Vừa rồi Hải đang vệ sinh đã giới thiệu các bạn cách test cần hai khúc đặc tên cần là Crotis nhé các bạn nhé. Hải Đăng phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo, những lần test cần tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.